Em mong là em sẽ yêu một người bạn nữ năng động, sôi nổi để bù đắp cho cái tính nhút nhát của em, đúng không? Sự dũng của em. Em muốn tìm người biết nhậu hay không biết nhậu? Dạ có, biết nhậu chứ chị. Thật à, vậy hả? Em không biết nhậu rồi, em phải tìm người biết nhậu đôi lúc ngủ uống giùm em. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Wow. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và bạn nữ bên kia màn, và chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Lê Hùng Khanh, hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ. Em là dạy tiếng Anh ở quận nào? Dạ thì hiện tại thì em đang dạy tiếng Anh ở Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở, em được sinh ra ở thành phố. Quê thành phố. Hồi dạ, nãy nói là bao nhiêu tuổi thì Tường chưa nghe rõ. À, hiện tại em 35 tuổi ạ. 35 tuổi. 35 số đẹp lắm á. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào chị Quỳnh, chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh, anh kia bên kia bức rèm cùng toàn thể quý khán giả có đón thông quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Huyền Trang. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Tĩnh và hiện tại em đang làm việc tại công ty cơ điện lạnh Đài Việt. Em là kế toán ạ. À, làm kế toán ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự nhận thấy điểm mạnh của mình là một người vui vẻ, hay cười, biết quan tâm người khác và em biết nấu ăn. Dạ điểm yếu á thì em thấy mình đôi lúc cũng tính trẻ con mà có vẻ là hơi bướng một xíu. Có vẻ em hay khóc nữa ạ. Bướng mà còn hay khóc nữa. Dạ khó chịu dữ ạ. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì biết nói tiếng Anh hả? Dạ biết nói tiếng Anh. Dạ. Và em có hay thức dậy sớm tập thể dục. Trời ơi, thế mạnh nhất của em là gì? Có thể làm mọi việc trong nhà. À đó, mạnh đó. Làm mọi việc trong nhà được. Được. Rồi vậy khuyết điểm của em là gì? Điểm yếu của em là ít nói và hơi thiếu tự tin khi đứng trước đám đông. Vậy em dạy học sinh có người lớn vậy em có nhút nhát không? Dạ không. Coi coi như đây học sinh học tiếng Anh đi. How are you? I'm fine, thank you. Okay. Okay. Sit up, please. Okay. Sit up, please. Em gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em chính thức là trải qua 2 mối tình ấy. 2 mối tình, cách đây bao lâu rồi? Dạ mối tình sinh viên ngày xưa đi học á, cách đây cũng khoảng 4-5 năm rồi. Rồi, lý do tại sao chia tay em? Dạ, người đó là trong lúc quen em có quen thêm một người khác nữa. À, đăng nhăng. Dạ đúng rồi, em đang tìm một người con trai là phải chung thủy. Chung thủy ha. Dạ đúng rồi. Hy vọng chàng trai bên kia là một chàng trai sẽ chung thủy. Bên đây chung thủy chắc luôn, rất là hiền. Tình trường của bạn trai làm sao? Em có mấy mối tình rồi? Tại vì em lớn tuổi rồi đó, nhưng mà thì cái tình trường thì cũng chưa trải qua. Thì lúc trước cũng có hẹn hò với mấy bạn nữ đi ăn đi uống rồi gặp gỡ rồi hẹn đi ăn thôi. Hẹn đi ăn, còn hẹn đi yêu có chưa? Dạ chưa. Là chưa có mối tình nào luôn hả em? Chưa yêu ai hả? Dạ dạ. Ồ. Thấy chưa? Cũng đặc chứng biệt tỏ là quá, thầy ha. Giáo bên đây rất là nhút nhát. Hồi đó giờ tưởng tượng một cái người yêu của mình như thế nào chưa? Em mong là em sẽ yêu một người bạn nữ năng động sôi nổi để bù đắp cho cái nhút nhát của em, đúng không? Sự nhút nhát. Em có yêu cầu một bạn gái là chiều cao, chiều thấp thế nào, nước da thế nào không? Cái tiêu chuẩn á, cái mẫu người lý tưởng á. À, mẫu người lý tưởng thì bạn gái thể cao hơn 1m55, da thì da trắng và biết nấu ăn. À, đơn giản vậy thôi đúng không? Rồi, cô gái. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu người lý tưởng về ngoại hình là anh đó cao trên 1m65. Ơ nhìn là được chị, em thích người nào có đôi mắt đẹp á chị. Mắt đẹp là mắt, à mắt hai mí to rõ phải không? Dạ đúng rồi. Về tính cách là người đó hiền, biết quan tâm bạn gái. Em thấy quá hiền không? Bên đây hiền khô. Anh biết nhậu không anh? Nhậu thì mình có thể uống một vài chai bia. Còn còn thuốc lá thì mình không bao giờ uống thuốc lá. Dạ. Sao? Em muốn tìm người biết nhậu hay không biết nhậu? Dạ có, biết nhậu chứ chị. Thật à, vậy hả? Rồi, dạ nhậu nhiều em không biết nhậu rồi, em phải tìm người biết nhậu đôi lúc ngủ uống giùm em. À rồi, có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa? Người bạn trai hút thuốc là em không thích rồi. Anh không hút rồi là ngon lành rồi. Dạ, anh đừng có hô quá. Hô hả? Ông thích hô. Dạ. Anh có hô không anh? Dạ không chị ơi. Trời đất ơi, cái cô gái bên đây, tôi qua tôi coi mặt của sao rồi. Ủa người ta không thích hô. Chào em. Sao không thích hô? Đụng. Đụng gì? Ví dụ hôn á anh. Hôn hôn chứ. Với lại cách lúc mà cắn quả táo á, em thấy cắn mà người hô là cắn nó vào rồi. Cắn hết quả táo của em. Trời ơi. Miễn sao cái tâm hồn, cái trái tim của người ta thuộc về mình, miễn sao người ta chăm sóc mình, ta yêu thương mình, miễn ta chung thủy được rồi. Quan trọng là trái tim có thuộc về nhau hay không thôi. Dạ vâng. Thầy bên đây hiền khô à, nãy giờ anh chọc cho vui vậy đó. Em có thích một cái người gọi là hiền như ảnh không?
Dạ có, em thấy có hả? Đàn gái rất là dễ thương ha, cũng có duyên cũng lanh lợi đó, hỗ trợ cho đàn trai anh được rồi. Ủa, tôi phải coi được. Sao tôi thấy ưng rồi tôi mới hỗ trợ chứ, chưa ưng sao hỗ trợ được. Ưng mà cô gái gặp chắc chắn ưng chàng trai bên tôi. Nếu mà được lắm thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ trong vòng 1 đến 2 năm rồi lại chị. 1-2 năm mà chị thấy em cũng xinh mà, tại sao em phải đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Dạ thứ nhất là em ít thiệt, thứ hai là em thích cái chương này từ lâu rồi. Hồi sinh viên á em hay coi lắm, mỗi lần mà ví dụ đi học về ăn cơm á tụi em toàn mở coi chương trình mà coi cũng đến tận bây giờ. Thích chương trình cho nên là đăng ký luôn đúng không? Nhưng mà em ế thiệt luôn. Ế thiệt luôn. Dạ. Thương quá. Bữa nay thoát ế nha. Dạ. Được rồi. À chào thầy. Chưa yêu ai lần nào hả thầy? Dạ. No love you. I have never been in love before. Ok. Dạ. Rồi từ nay về sau có muốn không? Dạ muốn chứ chị. No sẽ muốn luôn. No sẽ muốn là em ế luôn đó. Bây giờ mình đã sẵn sàng mọi thứ hết chưa để mà chuẩn bị cho hôn nhân? Nếu muốn tiến tới hôn nhân chờ 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa, lý do tại sao? Vì vấn đề về gia đình. Gia đình sao, có vấn đề gì? Em là út thì trên em thì có 2 chị vẫn chưa kết hôn. 2 chị chưa lấy chồng, 2 chị có khó tính không? Dạ khó. Trời ơi khó rồi làm sao vợ em chịu nổi. Rủi chị, 2 chị với vợ em xích mích nhau rồi. Không em không có xích mích. Để em trả lời cho. Không có gì xích mích hết trơn á. Quan trọng là mình sống sao để người ta hiểu, người ta yêu thương nhau, không có gì xích mích hết trơn á. Cứ về ở chung luôn em, không sao hết trơn. Chị em để anh lo. Hả? Anh lo luôn hả? Anh kiếm 2 ông khác vô luôn. Được chưa? Mà mai làm khó hả? Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Muốn. Dạ muốn. Ừ. Chắc không? Chắc luôn. Dạ. Gì nữa hỏi tiếp đi. Không sợ nữa. Dạ chị có muốn hỏi, chị có hỏi. Ừ. Chịu đồ ghê ha, có Linh đứng kế bên cái đồ. Ghê thiệt ha. Nãy giờ em hình dung cô gái người bên đây là người như thế nào? À, bạn gái bên kia mà thì có vẻ nó năng động, vui vẻ, hoạt bát. Ừ, vợ đẹp lắm á, ghen không? Nếu mà vợ đẹp quá thì em thánh diện chứ. Đúng rồi. Hồi chắc nói chuyện phải đứng ông Linh đứng kế bên quá. Đó, thấy không? Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng mình hỏi ý kiến người thân xong mình gặp mặt là mình làm tới luôn rồi. Nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp công ty em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào em. Dạ. Thì em làm chung với Trang á là được gần 2 năm rồi. Thì là ngồi kế bên Trang luôn. Thì theo em nhận xét á, Trang là một cô gái rất là dễ thương, năng động. Tức là muốn hiện đại thì cũng có hiện đại, mà muốn cổ điển thì cũng có cổ điển. Mình tham gia chương trình ở đây á, thì thấy nhà trai á, cũng cử tới một đại diện cũng khá là ưu tú, là một người hiền lành, dễ thương. Thì cũng hy vọng là ở đây á, thì hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và sẽ tiến tới được và tìm được một nửa phù hợp với mình. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ đi với mẹ với lại bạn của mẹ. Có mẹ với bạn của mẹ. Dạ. Dạ, rồi. Chào cô. Xin chào MC Quỳnh Linh. Chào cô. Xin chào cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Hùng Khanh. À, dạ. Có một mình anh trai đó. Thấy chưa? Dạ. Anh trai Úc á. À, hiền lắm. Đi làm suốt ngày tình thử đó không có cơ hội để mà quen bạn gái mấy. Cháu này nhìn cũng dễ thương. Anh nói hoạt bát, năng động được. Hy vọng là sẽ cặp đôi với lại con trai cô. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ kéo màn lên cho hai bên gặp dạ, mặt nha. Dạ, ăn hai em thôi đó. Cố gắng là thầy giáo nha, có gì tôi hỗ trợ sát bên luôn cho. Kéo màn lên. À. Dạ em có món quà tặng cảm anh. Cảm ơn em. Anh có thể mở ra em. À. Mở luôn, đứng đó mở luôn. Dạ ở đây là có em với logo bạn muốn hẹn hò. Đây là một kỷ niệm trong anh và em cũng đang để chống một bên á, hy vọng là sẽ lấp đầy hình anh hoặc là hình của hai chúng mình. Ok. À, cảm ơn em. Chúc tôi cố gắng in tấm hình ra gắn đây liền nha. Dạ. Trời ơi hình em với hình cô này nằm đây đẹp lắm à. Rồi đó, được rồi, rồi đó. Rồi ngồi xuống tâm sự đi hai bạn. Đây đi. À, thì xin chào em. À, thì à, thực tế thì anh là một người không lãng mạn lắm và ít nói. Tính anh thì gặp gì thì cứ nói thẳng. Anh là ở quận nào vậy? Ở Tân Bình em. Tân Bình. Em Tân Phú thì một tuần thì anh gặp em bao nhiêu lần vậy anh? Tại vì cái thời gian là anh đi dạy là buổi tối từ thứ hai tới thứ sáu và sáng thứ bảy. Có rảnh thì rảnh chiều thứ bảy và chủ nhật. Để anh có thể. Em thì chỉ rảnh
Chủ nhật là em để cả ngày, còn là thứ bảy là em vẫn làm, thì còn buổi tối là em rảnh thôi anh. Ừ, thì có thể mình gặp nhau vào ngày chủ nhật. Dạ. Địa điểm lý tưởng hẹn hò lần đầu tiên anh chọn ở đâu vậy anh? Rạp chiếu phim. Dạ đâu em nữa, không lẽ coi phim hoài. Nếu một địa điểm khác thì có thể là một quán cà phê hay... Rồi đi anh. Dạ em thích điều đó. Ừ. Ở Hà Tĩnh thì có đặc sản gì nổi tiếng không em? Đặc sản là cu đơ. Là kẹo cu đơ anh. Kẹo cu đơ. Ở chỗ kẹo em cu đơ có cam anh ăn rồi. Dạ anh ăn rồi. Làm sao em sẽ làm cho anh ăn? Mới yêu em nhau tặng cu đơ. Bây giờ nhớ tên cô gái tên gì không? Trang. Hả? Trang. Đúng rồi. Dạ. Em nhớ tên chàng trai không? Anh Khanh. Đúng rồi, hay đó. Hay quá, vậy là có duyên rồi, rồi đó. Bây giờ thầy đứng lên. Thầy đứng lên, thầy tới đây. Dạ. Thầy nắm tay cô gái, tay cô ấy 30 giây suy nghĩ, nói một cái điều gì đó thiệt là hay để thuyết phục cô ấy, nói cái cảm xúc của thầy lúc này. Cơ hội cuối cùng cho thầy nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Thông qua chương trình này thì anh cũng muốn gặp được một người con gái mà có thể bù đắp cho cái tính ít nói và nhút nhát của anh. Và nếu có thể thì mình có thể trong một năm tới thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Ai có like vui chưa? Em có thích anh không? Hỏi kỳ vậy? Mình tỏ tình với người ta mà mình hỏi người ta kỳ vậy? Anh có đủ... Anh thích em chưa cái đã? Anh thích em. Đó. Ừ. Nó phải như vậy. Thôi được rồi, về chỗ. Để hồi nữa thầy xỉu à. Rồi. Tự nhiên là em có thích cho anh không? Cho thầy cơ hội đó. Mình phải thích ta trước ha. Để ta sẽ rung động cái đã. Đặt tay vào nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu mà cảm thấy trái tim nó rung động, thổn thức thì mới bấm nha. Không có nói nhiều, bấm luôn. Bấm. Một. Không đi. Đếm chứ anh. Bấm luôn đi. Hai. Bấm. Ba. Hết thời gian. Đâu rồi? Anh bấm trước người ta một nhịp. Mình nói với thầy nghe nè, nó yêu là phải quyết liệt. Không? Mình đã thích rồi, I like you rồi, là quyết liệt luôn. Dạ. Yeah. Không? I kiss you. I kiss you. Đó, thấy mạnh mẽ vậy ha. Được đó, nắm tay vô đi. Để giờ giỡn cho vui, cho thoải mái. Nhưng thật sự là anh thấy rằng tình yêu đã chín mùi rồi đấy. Dạ. Yeah. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Em không thích con trai bự bự. Không có bự, tướng chuẩn, nhon, đẹp. Mời bạn nam. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Quỳnh Việt. Năm nay em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng ha. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi. Nhi, 24 tuổi, hiện mình đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính. Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở chung một phòng. Một phòng ở khác cơ quan. Hôm nay gặp nhau, hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến. Bạn nữ có thể giới thiệu cụ thể về mình? Nói chung là hiền, đôi lúc thì hơi trẻ con. Bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình, chững chạc mình một xíu. Còn về sở trường với em thì có thể là ca hát, biết nấu ăn. Rồi, ca hát, làm một bài liền cho nó sớm lên. Rồi, xin mời bạn. Thì em xin hát bài Chiều Lên Bán Thượng. Tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đèo cao. Tiếng suối bên gành đá, dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liễu. Bên bán xưa rừng chiều. Văn phòng bên kia hát, thì văn phòng này cũng hát. Đúng rồi, phải đáp lại chứ. Em hát có nhạc được không anh Quỳnh Linh? Được luôn, tốt quá. Dạ, xin hát tặng bài Yêu Em Cả Trong Gió. Tôi tưởng đâu hàng giả là tôi dập liền. Nhưng mà được. Tưởng hát nhép á. Tôi tưởng hát nhép. Tại tôi nghe cái nhạc có cái tiếng hát vô. Tao đi hát cùng lâm hết trơn rồi đó.
chạy show rồi đó. Phải không? Bà hát đâu rồi? Dạ cũng hát đám cưới rồi anh. Trai nha. Bắt tay cái coi. Dạ em cảm ơn. Được. Dạ. Tôi á, tôi nói thiệt á, cuộc đời tôi á, nhiều khi á, cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền. Dạ cảm ơn chị. À, không biết là cái bạn nữ này có giống như chị không? À, chứ nếu mà chị như là các bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền. Em nhìn dưới tình hình thôi, chị không xinh lên đây chị xinh quá trời luôn. À, chị cảm ơn em. Dạ. Em hát thiệt là hay quá đó. Ban ngày mình làm văn phòng mà ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi. Dạ đi. À dạ. Vậy á hả? Có thu nhập thêm từ hát gì hát chưa? Dạ là hồi trước em cũng có hát ở quán cà phê. Hát gì hát chơi thôi nhưng ngờ được tặng bông mà có tiền. À, đó là tiền bo đó. Dạ. Chứ chưa có tiền chính thức là lương đúng không? Dạ chưa, không có. Nói chung đáng lẽ bình thường á là phải hỏi han xong rồi mới qua coi mặt. Dạ. Nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền. Dạ. À, cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là bên này ý làm sao. Thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao, nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó. Dạ, nhờ chị nha. Rồi, nhờ chị yên tâm. Dạ. Đi. Mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm. Hát hay nha, đẹp trai lắm nha. Bây giờ thử nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào. Về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu, cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi. Về nói chung về cái dáng hình đó thì nên nhanh nhẹn một xíu. Em không thích con trai bụng bự. Không có bự, tướng chuẩn nhon đẹp. Dạ không thích con trai hút thuốc, giọng nhiều với hai đồng trai là dẻo miệng quá, thành ra mình sợ bị lừa. Đó, thấy là qua liền. Anh Linh đây. Anh Linh sao? Anh Linh là thấy dẻo miệng, nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ. Trời đất ơi, tôi sợ sao sợ tôi sợ anh đó. Mà mình sợ bị lừa. Bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa đấy em. Lúc này thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Bởi vậy là mình phải hạn chế, anh phải khoanh vùng trước, hạn chế bớt. Sao Linh được không? Anh được không? Được, dễ thương. Bây giờ quan điểm của em người phụ nữ như thế nào? Dạ quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mị, nết na, sống phải biết chia sẻ, sống có tình cảm. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Cái gì cũng đòi hỏi quá mức. Ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ. Phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn. Thì ưu khuyết điểm của em như thế nào? Em có ưu điểm tính cách của em thì nhiệt tình, năng động, tinh tế, sống tự lập, biết quan tâm chia sẻ tới mọi người. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, bảo thủ ít thôi. Nhưng bảo thủ thì đôi khi mình phải xem lại chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên. Dạ. Ha. À, hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em có đi với em họ với là bạn. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh là cùng khán giả cùng xem ạ. Em thấy cái anh mình đó làm sao, có hợp với chị gái mình không? À dạ, trước tiên thì em chưa nói về anh nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em bao đủ luôn. Dạ còn về anh thì em nghĩ là được, tới đi chị. Cảm ơn em. Còn bạn nam, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ em gái của em. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào quý vị khán giả. Hiện em tại ruột là... Dạ. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Chào em kìa. Bạn nam nói tiếng khác bạn... Bạn em gái em thích nói giọng Hà Nội, nói tiếng Hà Nội. À vậy à? Dạ. Bạn cảm nhất anh của bạn và người bên kia như thế nào, có hợp nhau không? Nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi, chị cũng dễ thương, anh trai em rất dễ thương. Nè em nói chuyện gì với em gái một câu đi, mình chào nhau một xíu đi. Dạ chào em. Dạ em chào chị. Thì em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không? Dạ không, anh trai em không cằn nhằn gì đâu, nói chung là nói gì cũng vui hết. Cảm ơn em. Hai rồi, người chúng ta này kéo màn lên đi. Hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ. Đúng nha. Rồi. Chúng ta có 2 phút mà các bạn. Chào em. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ cảm ơn. Cảm nhận của anh về anh thế nào? Dạ nói chung là nhìn qua là thấy cũng chung có cảm tình rồi. Cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em. Thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào, sau đó qua quá trình mình tiếp xúc như thế nào, đi đến được quan đường hay không, thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền Linh chị Cát Tường đám cưới. Anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á, khi mà mình lập gia đình thì nam với nữ ai là người quản lý tài chính sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn. Em cũng nghĩ vậy.
chúng ta chuẩn bị bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ tự quyết định bấm nút để đồng ý hẹn hò và không bấm nút. Đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi bạn. Đôi bạn trẻ mạnh dạn lên. Hôn nhau một cái. Một cái đi. Gửi tặng bạn những vé xem phim. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công cũng như là một tương lai hạnh phúc. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi, được không? Dạ, dạ rồi. Nắm tay nhau. Mời gia đình đàn gái. Chào Trinh. Mời nhà trai. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Trời ơi, rồi đi. Linh ơi, một Vân lời tưởng... chào rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời, hấp dẫn quá. Ôi ôi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Ồ, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị đừng nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cưng. Dạ, em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Ừ. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên là họ tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Ừ. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện đang em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn, trang trí, sản xuất và thương mại nội thất, gỗ. À, một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương. Thì quê quán thì gần. Ồ. Nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. À, bỏ hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà, nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. À, Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? À, ăn thì không có thích ăn lắm, không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này, thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? À, dạ, thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó, tại vì mình không có muốn tạo cái sự. Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy đây cũng có hư hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? À, khuyết điểm ạ. Dạ, nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể, và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phang đồ. Dạ đồ thì không phang. À không phang. Dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Ừ. Bây giờ em trai nói đi, ưu khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng, vậy là được. Nhưng cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. À, thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ.
Em trai có mấy mối tình rồi? Ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế là em đi vào trong ấy. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cái chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời đất ơi, quay mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ. Rồi. Thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thì cô đấy Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó, hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều. Nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng. Chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê, nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Chào em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa có, luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có bóc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên á là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn gái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Rồi người gì nữa? Là không ăn nhậu, không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn, dễ thương. Quá dạ. Dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30/4. À, mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi qua chương trình này thì tôi gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp về bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay em đi với má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh, được đến tham dự chương trình này. Thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Ai, tôi nôn lúc tặng quà thôi. Quà trai á. Mình có món quà tặng cho bạn. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đây là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm. Em mời tiên em mời chị. Đây. Mình nhà bên nhà trai. Ngon. Thưởng thức trước em. Sao con mí người ta? Em mời chị Hồng Vân. Rồi, cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình, em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho, mấy này giải quyết nhanh lắm. Em ăn thấy sao? Rất là ngon á. Dạ ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Ngồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau. Xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau vào trong thời gian gần nhất
Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò, nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh mới nói là mình cứ hẹn hò, nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất, đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời? Em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê, nhưng mà chỉ được thời gian ngắn, cái cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bọc lộ em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là, dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì ạ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, và quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào. Thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Và nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Dạ. Cái câu nói này là 100 năm trước thì ta chưa gặp, 100 năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á. Mình không cần phải, ví dụ như cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn, có thể làm hợp nhau về cái gọi là cách sống. Chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè, một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm. Còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà 30 mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh. Mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Ok, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ. Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó. Bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má. Bấm nút. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút. Xin lỗi mọi người. Rồi. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút, còn em thì thế nào? Trong lòng của em á thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. Vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. Em không muốn là bấm để chơi để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động, và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên, nhưng còn cái nợ ấy thì nó thực sự ấy nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút, và hai bạn ấy vẫn nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình, bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn món quà của em gái nha. Anh cảm ơn. Thế bắt tay. Đây. Chúc em luôn luôn thành đạt trên công việc, và cũng đây, như ý chí và con tim của em sẽ một ngày nào đó rung động và sẽ gặp được một người. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Dạ. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Rồi em. Dạ. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Xinh xắn quá. Mời em giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào chị Nam Thư. Chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Tất cả mọi người có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Em đang là nhân viên những từ cho một công ty xuất nhập khẩu. Năm nay em 27 tuổi ạ. Tuyết Nhi đang làm công ty xuất nhập khẩu. Ở đâu? 27 tuổi. Em làm ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Đắk Lắk. Nhưng quận mấy, quận nào? Dạ, Bình Thạnh ạ. Quận Bình Thạnh. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, cũng như gửi lời chào đến gia đình và người thân của bạn gái. Em xin gửi lời chào đến bạn gái ở bên kia, cũng như gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay, cũng như tất cả quý khán giả đang xem đài. Dạ, em là Nguyễn Minh Khánh, em 31 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Và hiện tại thì em đang lập nghiệp và sinh sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Công việc hàng ngày của em làm xe bên đồng sản. Ngoài ra thì em cũng có kinh doanh tự do. Cho chúng tôi biết một số cái ưu khuyết điểm của đàn gái đi. Dạ, em thì vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng mà khá vui tính, hoạt bát, năng động, cũng hơi nói nhiều, nhiều khi nói khiến người bên cạnh cảm thấy bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Em cũng thích tạo bất ngờ và niềm vui cho người khác. Cũng sống hơi tình cảm và lãng mạn. Bình thường thì em thích nấu ăn và thích được chăm sóc, thích trẻ con, cũng thích một số về nghệ thuật kiểu ca hát nhảy múa. À, em thấy là em hát được không? Hát dạ. Được hay là rap được hay là nhảy được hay là múa được? Dạ, đến với chương trình thì để tạo không khí cho mọi người thì em sẽ tặng bạn nam bên kia và tất cả mọi người một đoạn rap ngắn. Rap hả? Ok, vỗ tay nè. Đừng nói những lời đầu môi, điều em cần chỉ là hành động thôi. Tin sao được vào lời ong bướm, lúc tán nhau thì anh nói gì mà chẳng được. Tuy là có chút bối rối, có chút bâng khuâng, có lúc nhớ giọng anh giúp chồng lúc bỏng, có lúc thấy tim mình khẽ khàng rung động, nhưng chẳng dám tin đâu những lời viển vông. À. Còn bạn có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em đó là đôi khi cũng sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù. Em thì cũng khá là khó tính, hơi kén chọn, khá là cầu toàn, kiểu như cũng cần sự sạch sẽ và ngăn nắp. Rồi, xin mời nhà trai điểm mạnh, điểm yếu nè. Dạ, cái điểm mạnh của em á, là em là một người rất là hoạt bát. Em có khả năng là MC, tức là có khả năng nói trước đám đông. Em một con người sống rất là tình cảm. Cái điểm mạnh nữa là em làm việc nhà rất là giỏi. Tất cả mọi công việc trong nhà như là nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là chăm sóc em bé thì em đều làm rất là ok. Chăm sóc đứa bé là giỏi rồi đó. Dạ đúng rồi. Em bé lúc đó là mới 4 tháng tuổi thôi, là chị của em phải đi làm rồi. Thì một mình em ở nhà là bởi vì lúc đó em đang thất nghiệp. Thì em ở nhà em thương chị nên em chăm hết, em từ cho uống sữa rồi ru ngủ rồi tắm rửa gì tay em luôn. Đến tối chị mới về. Trời ơi, đàn trai tả mà thấy một người đàn ông hoàn hảo hiện ra trước mắt. Em ơi, em cao ráo làm sao vậy? Em nói chị biết với em cao không? Em cũng tự tin về chiều cao của mình, em cao 1m81. Nhưng mà khuyết điểm có gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì do cuộc sống độc thân á thì em cũng hơi vô kỷ luật, thỉnh thoảng cũng có nhậu nhẹt, do đặc thù công việc. Bây giờ bên đàn gái cho tôi biết về đường tình duyên đi. Dạ, em sau khi ra trường thì em có quen một mối tình, quen được 3 năm và em đã chia tay cách đây 2 năm rồi ạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do chia tay là vì cái lúc đó hai đứa bắt đầu đi làm, có khoảng cách và người thứ ba cũng xuất hiện đúng lúc thì tình cảm cũng nhạt, thì lúc đó hai đứa... Chị hiểu rồi, rõ ràng là tình cảm không đủ lớn rồi. Khi mà tình cảm thực sự đủ lớn, thực sự bền vững, vững chắc thì người thứ ba có xuất hiện, một chục người thứ ba cũng không bao giờ lay chuyển được, hiểu không? Dạ, chia tay sau thì cũng có một vài người tìm hiểu nhưng mà em thường có sự so sánh với người cũ. Dạ, cho nên là em nghĩ là mình tốt nhất là khi mà mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì em chưa quen ai. Nếu mà bây giờ bước tới một người mới thì em có đem người mới ra so sánh với người cũ nữa không? Dạ không ạ. Ví dụ như là so sánh thì so sánh như thế nào? Dạ, ngày xưa thì ví dụ như bạn quan tâm chăm sóc em. Em thì cũng người kiểu cũng hơi lãng mạn. Em thường làm những cái điều lãng mạn cho bạn ấy. Và cái hành động của bạn đáp trả với em thì cũng lãng mạn như vậy. Cho nên là khi mà có người mới thì em cũng sẽ so sánh. Đàn trai bên kia ơi, đàn gái thích lãng mạn lắm nha. Rồi bên đây đầy chất nghệ sĩ luôn, có thể tạo ra những cái lãng mạn bất ngờ luôn nha. Xin mời đàn trai nè. Đường tình duyên của em sao? Kể cho tôi nghe đi. Em là trải qua 2 mối tình chính thức. Dạ, thì mối tình đầu tiên là năm 2017 á, em quen bạn đó là ở Long An, quen qua mạng. Nhưng mà một thời gian sau thì em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực, mà nó chỉ là giống cảm nắng với nhau vậy đó anh Linh. Thì hai đứa quyết định là dừng lại. Rồi đến năm 2018 thì em cũng có quen thêm một người con gái nữa. Thì bạn này là ở Bến Tre. Lúc đó bạn này là làm ở trong nhà hàng á, mình làm phục vụ. Thì sau đó một thời gian là bạn làm phục vụ, nhưng mà bạn lên bạn làm PR á, tức là bạn ngồi bàn ấy, thì em cũng không có thoải mái lắm. Sau đó một thời gian thì cái quán đó là người ta ngưng kinh doanh đó, thì em nói thôi giờ thì nếu mà người ta ngưng rồi thì mình nghỉ, mình kiếm việc khác làm đi. Thì bạn đó cũng đồng ý, nhưng mà sau một thời gian thì bạn đó vẫn quay lại qua một quán khác bạn làm. Thì em cũng thấy là cái sự cố gắng của bạn trong cái mối quan hệ này là không có nhiều, nên em dừng lại. Nhưng mà sao hai đứa không trao đổi chuyện, anh nghĩ chuyện nó nhỏ mà. Thì em cũng có nói rồi, mình nên tìm một công việc khác phù hợp hơn. Vấn đề cũng không phải nằm ở cái công việc. Cái công việc nào cũng vậy, quan trọng bản thân mình như thế nào với cái việc đó. Khi mà em quen bạn gái đó đi thì em phải cảm nhận được cái người đó họ có thực sự đàng hoàng lịch sự hay không. Nhưng mà cuối cùng ai nói lời chia tay?
Lúc đó là xa cách dần á, thì cũng không ai nói lời chia tay cả, hai đứa tự nhiên cảm thấy rồi dừng lại thôi anh ạ, chứ không có. Quen nhau bao nhiêu lâu? Quen nhau cũng gần một năm. Thôi anh nghĩ tình yêu chưa đủ lớn vấn đề chỗ nè, bây giờ phân tích ra chi để chi chúng ta thấy được cái nhược điểm để ta khắc phục thôi, chứ không phải là mình moi móc ra điều đó, rút kinh nghiệm để ta bồi đắp cho cái mối tình sắp tới này nha. Dạ rồi, còn bây giờ thì cái hình mẫu lý tưởng của em mong muốn như thế nào nè? Thì em mong muốn về ngoại hình á, thì bạn đó cao từ 1m58 trở lên. Ngoại hình chắc chắn cao hơn rồi đó, ưa nhìn một tí là được rồi. Thứ hai là bạn đó phải con người sống tình cảm, tức là trong cả một quan hệ là phải tinh tế đó chị. Được rồi, bây giờ đến quan xem đàn gái như thế nào ít nha. Thôi đó chị, dạ. Chị hỏi nhiều. Anh xem giùm em nha. Ôi trời ơi, em gái dễ thương. Em chào anh. Em có sợ đàn ông nói nhiều quá, với những cái tài năng của anh ấy thì có rất nhiều cô theo đuổi. Dạ đúng. Em có ghen không? Dạ ghen hay không thì là do ảnh, do cái cách cư xử và hành động của ảnh. Có bị lung lay bởi những ảnh hưởng của bên ngoài, tác động bên ngoài đúng hay rồi, không? Một cô gái cũng rất thông minh luôn. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích sự bừa bộn. Bừa bộn? Dạ, em không thích hút. Bên đây chưa có gia đình đâu, bừa bộn chuyện bình thường đúng không? Tỷ y không có gia đình mà. Nhưng khi có gia đình rồi người ta sẽ chăm sóc gia đình được. Dạ. Chăm sóc em bé này kia được luôn. Em không thích con trai hút thuốc ạ. Có không? Dạ em không hút thuốc, nhậu nhẹt thì có. Dạ, dạ nhậu nhẹt thì em hiểu, tại vì tính chất công việc của mỗi người cho nên là mình cũng không thể gọi là cấm đoán hoặc là khó khăn về cái vấn đề đó được. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần người hiểu và có ý chí. Em không cần phải bề ngoài là phải đẹp trai lắm, tại vì má em nói là đẹp trai không phải của mình. Chưa chắc, có những người rất đẹp trai nhưng họ chung thủy phụ nữ vô cùng luôn. Ví dụ anh Quyền Linh. Cỡ luôn, anh không phải đẹp trai. Thôi bây giờ thì chúng ta nghe thêm ý kiến người thân để ta cảm nhận rồi mình gặp nhau luôn nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với các đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Đại diện đàn gái nào? Lời đầu tiên em xin gửi đến lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và gia đình nhà trai cũng như bạn trai ấy ở trên đó. Sau khi em nghe được cái chia sẻ của Nhi cũng như anh bên này thì em thấy là ưu điểm của hai người đều giống như nhau, nhưng cái khuyết điểm thì đối với em không quan trọng, vì khi mà hai người đã đến được với nhau thì những cái khuyết điểm đó thì sẽ đồng bộ chia sẻ với nhau thì sẽ thấu hiểu được nhau hơn. Em chỉ mong là Nhi tìm được một người mà Nhi mong muốn thôi. Cuộc đời Nhi đã rất là buồn rồi nên anh chỉ cần remix là Nhi lên luôn. Rồi dạ. Cảm ơn em. Dạ em xin hết. Anh đi với ai? Dạ thưa anh Linh, hôm nay thì em đến đây với là một người cháu, một người anh đây là thân cũng như là anh trai, một người anh đồng nghiệp là nhóm trưởng quản lý bán nhóm bán hàng của em và hai người em. Dạ ngồi ở kia. Mời anh trai. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Anh Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả trong cái phòng này. Em tên là Châu, họ là anh kết nghĩa của Minh Khánh. Nói chung là qua một cái sự chia sẻ của hai em thì có một cái sự tương đồng với nhau. Còn câu chuyện còn lại là của hai em, hãy cố gắng cho nhau cơ hội xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển, chúc cho hai em được sớm tìm được mảnh ghép cho mình và chúc cho bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến toàn thể quý vị các bạn. Rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Đấy, hát bài lên. Chào em. Lần đầu tiên gặp em thì anh cũng rất là vui. Chúc em là, cũng cảm ơn em đã lên đây để hai đứa được gặp nhau. Anh cũng có món quà để tặng em. Chúc em là luôn xinh tươi vui vẻ như những đóa hoa. Ở đây là hộp sô-cô-la thì cũng chúc em là luôn ngọt ngào và huyền bí như những viên kẹo sô-cô-la này. Dạ. Tặng bài hát luôn Khánh. Em cảm ơn anh. Dạ em có một món quà tặng anh. Ok em. Dạ em gửi anh đặt đơn sổ. Thì em nghĩ là anh sẽ lưu lại những kỷ niệm và những cái điều mình hiểu biết vào trong cuốn sổ này. Với em thì hiểu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho nên là hôm nay có duyên thì hai mình gặp nhau. Rồi anh cảm ơn em về món quà này. Dạ. Dạ. Ok. Làm MC luôn, hát luôn. Bây giờ làm em xin lại MC nhé. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, để có được ngày vui trọng đại hôm nay thì đôi bạn của chúng ta họ cũng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài thao thức, bao ngày dài mong nhớ, nhớ mong để rồi đi đến quyết định một vấn đề hệ trọng, đó là xây dựng hôn nhân, hạnh phúc, gia đình. Hôm nay sum họp trúc mai, hình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm,
sáng soi muôn thuở, ngàn năm vẫn tròn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm mắt của mình về phía cổng hoa của hôn trường để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chú rể Quyền Linh cùng với cô dâu Gia Thảo tiến về thềm hoa hạnh phúc của cuộc đời mình. Quá. Xin mời. Hên quá Linh ơi, em hồi hộp. Anh nghe chú rể Quyền Linh anh sợ tên khác. Trời em sợ cô dâu bên này Nam Thương cái chết em luôn á. Được. Rồi bây giờ mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Ấn tượng ban đầu của em thì anh là người khá tự tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh đúng như kiểu người em thích là có tri thức và tâm lý tinh tế. Thưa muốn hỏi em một câu, thì quan điểm của em về tiền bạc như thế nào? Này, có cái nhược điểm của em giờ mới nhớ ra, tức là em tiêu tiền rất là nhiều, tức là em được mọi người đánh giá rất là thoáng, nên cái vấn đề tiền bạc em đã mời ai đi nhậu hay là mời đi chơi là em bao tất cả luôn, chứ em không muốn là cái bo gì hết, em thoải mái. Còn tiền bạc vấn đề hôn nhân thì vợ chồng cùng xây đắp mà, nên mình phải có những cái khoản để dành gì đó thì vợ quản lý, nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng của mình để mình còn đi này đi đó các thứ. Dạ. Đi này đi nọ là đi đâu? Dạ thì đi tiếp khách cùng gặp bạn bè đó, cùng năm ba trai gì đó. Nói cho rõ, dạ. Đi này đi nọ mấy bà không có chịu đâu. À thế à? Bây giờ vấn đề là hẹn hò nè. Bạn chuyện hẹn hò đi, hai đứa đúng hẹn rồi. Sao? Em à, nếu mà mình có hẹn hò với nhau á, hôm nay em bấm nút thì rất là dễ. Bởi vì em ở Bình Thạnh, em ở quận 12 thì cũng rất là gần. Và... Dạ thật ra là em làm ở Bình Thạnh, em ở Thủ Đức ạ. À, Thủ Đức thì em cũng gần đó, em đi về chợ đầu mối rất là gần. Dạ. Em ở đoạn nào ở Thủ Đức? Dạ đúng, em ở gần chợ đầu mối luôn. À, em thế ở là Dịch Bình. Cách em có 3 cây số thôi. Hai đứa hẹn nhau chợ đầu mối đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chợ đầu mối vào đó tha hồ mua trái cây các thứ để tặng Quyền Linh cùng Nam Thư và khán giả ở đây luôn. Ít chà, anh này khéo ăn khéo nói quá. Bây giờ trước khi bấm nút á thì em cũng muốn hát bài gì để tặng bạn gái không? Bây giờ bấm nút nè. Bây giờ dạ, trước khi bấm nút thì anh sẽ tặng em một đoạn trong một bài hát là Một Trái Tim Một Tình Yêu. Rồi. Sáng tác của chị Đan. Khi gặp em biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chân bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi, rất hay. Tôi nghĩ rằng đám cưới các bạn diễn ra rất hay lắm. Cô dâu chú rể sẽ tập bài hát này để cùng đồng điệu với nhau nha. Bây giờ á, đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại. Đúng, kiểm tra con tim của mình. Đúng rồi, xem nửa mảnh ghép kia có thật sự là của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành. Chuẩn bị 3 2 1 để xem. Chúc mừng. Đã là đội của nhau, hãy nắm tay nhau. Đây. Hãy đặt nụ hôn bằng cả trái tim của mình. Anh xin tập. Trời ơi, cái gì ập vô làm nhanh gọn lẹ dễ sợ. Phun vô tóc không có được. Dạ. Phun vô ở nhà của mình nên tất cả gì của mình nó làm hết. Tại vì ba mẹ ly hôn năm anh 6 tuổi. Lúc em chưa có nhà, em còn ở trọ. Thì em thấy mặc cảm rồi em mới cho em rút lui. Không mong muốn gì cho con của mình. Muốn cho nó hạnh phúc. Rồi bây giờ mình ưu tiên cho đàn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào Nam Thư. Dạ. Anh Quyền Linh. Chào em. Với bạn trai bên kia và tất cả các bạn trong khán phòng. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, năm nay 35 tuổi. Dạ, em làm nhân viên ngân hàng. Mình làm ở dưới Bến Tre. À, làm Bến Tre. Mời bạn Nam. Mình tên Đỗ Hoài Vũ, nghề nghiệp mình là điều dưỡng. Mình người Sài Gòn mà mình sống tại Cần Thơ. Nay mình 33 tuổi. Người ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà sống Cần Thơ là sao? Vì dưới em làm dưới rồi em định cư dưới luôn. Gia đình ở đây còn không? Dạ còn, ba mẹ trên đây. Lạ ha. Mẹ chứ không có ba mắt rồi mẹ. Dạ. Nói chung cũng cùng miền Tây ha. Dạ. Hải Yến ơi. Dạ. Em nghe anh bên đây hình như là nhỏ hơn em 2 tuổi đó. Dạ. Em có ngại gì không? Đối với em tuổi tác thì nó cũng không quan trọng lắm anh. Em yên tâm á, anh cảm giác ở
bạn trai bên đây á, bằng Vũ á, là cái sự chín chắn rất là rõ ràng, bởi vì bạn ấy làm điều dưỡng mà. Thật sự mà nói, anh đã nói rất nhiều chương trình, chúng ta phải tri ân và cảm ơn, trân trọng những cái tình cảm của người điều dưỡng. Người ta chăm sóc cho bệnh nhân, người ta không quen biết gì hết. Bây giờ mình hãy cho biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm với đàn gái đi. Ưu điểm thì là em sống rất là tích cực, anh có thể tự lập, sống tự lập và rất là lạc quan. Về nói về khuyết điểm của bạn, khuyết điểm thì chắc ngay lập tức luôn là em hay hồi hộp giữa đám đông. Cái em hay quên á, có nhiều khi là mình mang chìa khóa mình cầm trên tay rồi, tức là em vẫn đi kiếm, và tới lúc mà đi ngang bảo vệ hỏi là anh có thấy chìa khóa lạc không thì anh chỉ mình thì mình mới biết. Em ơi, em làm ngân hàng mà em hay quên đó rồi, nhớ không em? Dạ không, những cái gì mà em lại có một cái khả năng là ghi nhớ những cái gì mà nó quan trọng anh ạ. Dạ, ví dụ là người ta mượn tiền thì em sẽ nhớ, nhưng mà em mượn người ta em có thể quên. Dạ, dạ không phải vậy. Dạ, chỉ anh là vậy đó, anh dễ quên trong lúc mượn người ta lắm. Em phải cho bên kia biết là những cái ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì bạn bè hay là việc làm thì em năng động, em biết nấu ăn, em biết ca hát. Còn mà đó là điểm yếu của em đó, thì về nhà ít chia sẻ ai lắm, tại vì đó ba mẹ ly hôn hồi nhỏ, rồi em sống với bà Cóc, chỉ đó là bà nội của bà. Xong rồi sau đó tới khi bà Cóc dạ lớp 10 thì em sẽ hỏi cô. Sau đó em tự lập, bây giờ cái tánh em ít chia sẻ lắm. Sao tự nhiên mình lại ít chia sẻ anh? Tại vì anh đó giờ là sống theo cái ở nhà của mình nên tất cả gì của mình nên nó làm hết, không chia sẻ ai hết. Tại vì ba mẹ ly hôn năm anh 6 tuổi, ba em mất rồi. Vậy anh càng phải chia sẻ anh ơi, anh tự lập là quá tốt rồi, nhưng mà cái sự chia sẻ với mình cũng nên tăng cường. Tại cái tánh anh thì nó hay buồn. Dạ. Mà hay cọc nữa, mà nó nguội mau lắm. Ai lỡ chịu khiều là hơi hết rồi. Yên tâm, sẽ có người khiều em. Đường tình duyên của em sao Yến? Đường tình duyên của em không biết nó có lạc đi đâu không nha. Tại vì tính ra là tới nay thì em chỉ có một cái mối tình mà sâu sắc thôi, mà em nhớ thôi, đó là năm mà em học đại học xong, bạn rất là tự lập. Nhưng mà đó em yêu nhau mấy năm? Dạ, 2 năm thì mình chia tay. Tại lúc đó em là sinh viên á, thì cái suy nghĩ đó cũng còn non, những cái vụn vặt lắm. Dạ, nhưng mà nó từ từ làm cho cái tình cảm nó nhạt đi dần á. Và xong mối tình đó tới nay không mối tình nào nữa? Dạ, dạ đúng rồi anh, em cũng rất sinh kỳ. Em chuyên tâm là em làm nhiều hơn. Còn Vũ? Dạ, thời 12 thì có 2 mối tình. Thời 12 mà có 2 mối luôn á. Rồi từ 12 bỏ đi cái đó cũ rồi. Bỏ rồi em không có quen ai hết. Tại vì mình thấy mình rồi cảm mình không có quen. Tại vì mình không có như người ta. Em về làm cơ quan được 2015. Không có quen cô bé đó. Lúc em chưa có nhà, em còn ở trọ. Thì em thấy mà cảm rồi em mới cho em rút lui. Nhưng bây giờ em có nhà chưa? Từ khi bên nội em nói câu là ba nó mắc, làm gì nó có nhà nó ở. Em phấn đấu mình làm. Em có nhà, thì có nhà xong thì em có chồng này. Thấy thương không? Thương có nhà quá. Là không là người yêu của chồng rồi. Thôi giờ có người yêu rồi mình bên em thì dễ lắm, em không có làm dâu má chứ nó. Vì vậy thì nhà có sẵn hết trơn rồi. Có sẵn hết trơn ha. Thì chỉ ở thôi. Về là có làm dâu mẹ em trên này rồi, em dưới thì ở bên đó. Động cơ nào mà chị lại đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Dạ thì thật sự luôn là trong cái khoảng thời gian dài vậy mà em không có bạn trai là do cái suy nghĩ của em nữa. Tại vì lúc mà em đã ổn định cái thời gian mà em không quen là em lo làm á, thì em đã ổn định được kinh tế với lại cũng lo cho mẹ em được tốt á. Thì em nghĩ là em cảm thấy hạnh phúc luôn. Mình không cần một dạ, đúng người rồi. Đó bước vào cuộc đời mình đúng, nữa, đúng không? Em, mình cứ sống như em vậy cảm thấy nó thật sự là rất là nhẹ nhõm luôn. Tức là em có thể đi chơi hay là em làm bất cứ cái việc gì mà mình muốn, mình cũng có thể lo cho mẹ mình luôn nữa. Tự nhiên em tự thỏa mãn với bản thân luôn á, em không có cần. Dạ, và mình thỏa mãn với điều đó trong vòng dạ, bao rồi. Lâu mấy năm? Dạ đến năm 2018 má em bệnh, là khi mà té xuống là không nhớ được cái gì luôn. Khi mà mẹ bị nặng như vậy á thì em mới nói, mình cứ nói trong đầu á là phải cầu nguyện là mẹ được khỏe. Thì khi mà mẹ mới kiểu như là nhớ ra khoảng một tuần sau nhớ ra, thì mẹ cái lo lắng nhất á thì mẹ nói là mẹ lo cho con. Tức là mẹ không hề nghĩ là cái bệnh mẹ nặng như vậy. Thì kể từ sau đó là em mới nói là không được, mình phải có gia đình. Em hiểu rồi. Đó là cái phần mà làm cho em thay đổi hẳn luôn á. Mà em nhớ là ngay cái sinh nhật của em năm 2018 luôn á, là em ngồi ngay cái toilet của cái bệnh viện
mà mẹ em là không có thể tự mà bước xuống để mình đi vệ sinh đó, thì bất kể cái lúc nào mẹ cũng chỉ nói con là lo cho em thôi. Dạ. Mà lúc đó đầy em thấy em bất lực vô cùng luôn, tại vì mình đã không sao, mình quên chuyện cũ đi. Bây giờ mình nói chuyện mới, hôm nay mình tới đây mình tìm tình yêu. Dạ nè. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ hình mẫu lý tưởng của chị là gì? Em mong anh đó khỏe mạnh, sức khỏe đó nó rất là quan trọng. Anh ấy là có cái ý chí, khi mà mình đã có ý chí, có sức khỏe thì mình ít khi nào mà bị thất bại lắm. Hai cái đó bên đây có hết đó. Có thể là anh thông minh và hài hước, tại vì nếu mà cuộc sống mà mình không có một chút sự hài hước á thì nó không thú vị anh. Vậy còn như ngoại hình? Vậy chắc cao hơn em được rồi. Có em cao mét mấy? Dạ mét 53. Yên tâm, bên đây chắc cũng 54 55, cũng 54 55. Không phải à? Hả? Rồi đó là bên Yến. Rồi em mong muốn một người lý tưởng, người yêu lý tưởng là như thế nào? Chỉ là không cần đẹp, chỉ giản dị được ở em rồi, với lại biết chia sẻ với em, biết quan tâm, tìm hiểu được. Cô gái bên kia là một người sống rất tình cảm. Đấy, em thấy cô ấy vừa nhắc đến mẹ là nước mắt lưng tròng rồi. Em đây thì em đây thì mặc cảm nữa. Em giờ mặc cảm gì nữa, bây giờ em có nhà riêng rồi, thấy không? Em có công việc ổn định rồi, anh đang làm cái công việc rất là tốt luôn ha. Không có gì mặc cảm hết nha. Cái gì mà mặc cảm ế nè anh? Ế đó hả? Thì bây giờ là hết cái này, là xong ngày hôm nay là hết mặc cảm luôn. Bởi xong ngày nay em tin chắc rằng em sẽ hết ế. Em chưa có mặc luôn á. Coi đi, đẹp trai, sức khỏe đầy đủ, nhiệt em, tình, chào bản lĩnh. Vậy bạn Vũ không thích gì ở phụ nữ? Không thích xe xua. Thấy đẹp phía bên có đồ hay mua theo không được, phải có coi trong túi tiền mình sao mình ha. Gì nữa, về ngoại hình sao, cao lùn mập ốm như thế nào? Không cần thiết, miễn có quan tâm chia sẻ biết mà về là không cần gì chân, miễn đi gái là được. Biết lễ phép trên dưới bên nội ngoại hai bên được. Dạ biết kính trên nhường dưới. Dạ em chào anh Ngân Linh. Chào cô gái Bến Tre. Dạ ha. Nhà em có trồng dừa không? Dạ có anh, mà dừa nay tuột quá. Tuột giá hả? Dừa nó sẽ lên thôi, gần Tết nó lên lắm, yên tâm đi. Dạ. Ha. Em tưởng rằng em không có người yêu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em mặc định là vậy luôn á. Anh bên đây cũng dễ thương lắm. Em có thể về Cần Thơ em làm việc được không? Có duyên có nợ đó anh, thì mình cũng tự lập rồi, mình khoe mình tự lập nữa nên đúng rồi. Dạ đi đâu không thành vấn đề. Rồi em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất là sự không nghiêm túc anh. Thôi được rồi, anh thấy hai người này cũng đồng điệu với nhau nhiều đó nha. Yến đi với ai vậy? Em đi với hai đứa em họ của em anh. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, anh trai và gia đình nhà trai cũng như là toàn thể các quý vị đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Em tên là Trung và em là em họ của chị Yến. Nãy giờ qua quan sát và lắng nghe cái chia sẻ thì em cảm thấy anh đây đúng là rất là khỏe mạnh, đáp ứng được cái yêu cầu đầu tiên của chị Yến. Và trong anh cũng rất là phong độ, và em nghĩ là như anh Quyền Linh nói đúng, tức là một cái người điều dưỡng thì anh sẽ rất là tỉ mỉ, và em nhìn thấy anh có cái sự chân thành. Cái vấn đề mà em hơi quan ngại một chút đó là cái thứ nhất là em nghe là anh là ít chia sẻ, bởi vì trong tất cả mọi chuyện mà đặc biệt là trong tình yêu thì mình phải chia sẻ mình mới hiểu nhau, cuộc sống vợ chồng lâu dài. Anh nói là anh cọc thì em không biết là anh cọc như thế nào. Cái gì mà anh bức xúc quá là anh phải quạo. Quạo quá có đánh luôn không? Không, quạo rồi cái anh đi chỗ khác thôi, cái vậy đồng nghiệp anh là quạo luôn vậy đó. Chọc anh rồi thôi là anh hiều giỡn thôi là anh trở lại. Đó giờ em cọc nhất là em thể hiện cái gì rồi? Em tự đập cái ly xuống đất rồi anh đi. Rồi cao lắm 7 cái ly thôi. Không, có khi đập thôi dạ, rồi đó em không muốn ta. Em tự xử em hả? Cái chuyện mà chia sẻ đó theo anh thế này nè. Chia sẻ thì có người về mới chia sẻ được. Đó đúng rồi đó. Bởi vì đó giờ có quen ai đâu chia sẻ. Được chưa? Em trai nhận rất hay đó, nhận xét rất là hay luôn. Cảm ơn đàn gái. Em đi với ai? Em đi với mẹ với cậu bên đây nè. Rồi chào cô. Cô có muốn Vũ về ở chung với cô hay là cô về Cần Thơ ở với Vũ hay không? Có Vũ có nhà riêng rồi. Cô thấy nó giỏi không? Giỏi. Cô mong muốn gì cho con của mình? Muốn cho nó hạnh phúc. Thường quá mẹ khóc mẹ không nói được rồi. Tôi là cậu thứ ba, cháu thì mồ côi lúc 7 tuổi. Thành ra mình thấy cái đó cũng thương lắm. Nhưng mà ở xa thì mình chỉ có cái cuộc điện động viên cháu thôi, chứ còn ngoài ra không biết làm sao đỡ đần được cho cháu. Nhưng mà cậu ba đánh giá đàn gái thế nào? Cháu do tương lai thì cũng xinh, nhưng mà tùy nơi cháu nó quyết định. Vũ muốn nói gì với mẹ không? Có gia đình thì mẹ với ba nuôi á, cuối đời là già đó, gì với em nuôi. Em có dạng đấy.
mỗi gia đình đều có một cái nỗi khổ riêng, giống như gia đình của Yến vậy, cũng có những cái khó khăn. Bây giờ mình mở rào cho đôi trẻ gặp mặt. Tiến tới luôn đi Vũ. Có món quà gửi cho em. Dạ cảm ơn anh. Quà này anh tự anh cắp đó. Dạ trời khóc quá trời. Còn này là quà của anh gửi cho em. Dạ cảm ơn. Quà đó là gì mở ra đi Vũ? Đây là thuốc không anh ơi? Tại vì em ngành y phải thuốc chăm sóc bào tử với canxi rồi nè. Những lúc mà ăn uống thất thường. Bạn nói với lại ăn uống, ăn uống thất thường rồi uống. Dạ. Rồi canxi. Cái này rồi, phải cho số để còn coi hướng dẫn sử dụng. Anh có ghi menu cho mình nè. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ anh nói chút anh. Dạ, em thấy anh như thế nào? Thấy anh khỏe mạnh. Với thấy anh khóc tự nhiên cái mình kiểu như cũng muốn khóc. Tại ngày bên kia em khóc trước á. Dạ thì dạ em cũng không biết hỏi gì thêm, thì không biết anh nghĩ về em như thế nào. Thấy em biết lo với chia sẻ cho mẹ vậy là tốt, có hiếu như vậy là anh chịu rồi. Em thì cũng xin. Dạ em cảm ơn anh, chắc nhờ mấy cấp. Anh thì anh khoái màu xanh, anh gói màu xanh. À mình tự đánh giá anh mình có hài hước không ta? Có anh. Mấy chị của anh đây, mày đi lộn nghề đó, mày phải đi danh hài, hết danh hài, đỡ đóng hài gì đó. Vậy chị thì cũng tiếu lắm. Dạ. Nhưng mà về nhà thì không tiếu nha. Mình cứ bình thường thôi anh ơi. Dạ, rồi tự nhiên ta thích thì ta thấy được à. Dạ. Em cũng giỏi, không có chuẩn bị nhiều quá. Thì thôi em hát tặng anh bài nha. Bầu hoa phà rạch miếu, hoa lẻo đẻo theo sao, đội bóng trăng lên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ canh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Bầu sang phà rạch miếu, ngoe ngoảy xuống Bến Tre, về cái Mơn Lương Hòa hay là về Sơn Đông Ba Tri. Khi mà Yến hát á, anh tự tưởng tượng nha, Yến qua phà rạch miễu với Vũ lẻo đẻo theo sao. Có, anh gửi em đi, em theo anh. Dễ thương đó nha. Dạ. Em đang bây giờ còn phà nữa đó. Nha, mình phải hát tặng bài chứ nè. Nhớ nhiều đi ha. Rồi. Dạ. Trọn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy đêm đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm sắc ngủ dịu hiền. Trời ơi, hay quá. Hết thời gian. Thì bấm, không thích thì đừng bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Một lần nữa, chúc mừng Vũ. Chúc mừng Diễn. Đó. Thấy, thôi nắm tay trước khỏi kia. Hỏi kêu đúng không? Tình yêu mà nó đến là đến. Hứa điều gì với gia đình, với mọi người đi. Xin phép mẹ của Yến cho con được quen Yến, và cho chăm sóc Yến với có thể bác gì sống với con cũng được, hoặc là con gì sống với bác cũng được. Thì con chăm sóc cho bác với Yến cuối tới cuối đời. Hay quá. Rất mộc mạc, rất chân thành. Người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê, xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu, thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Rồi mời gia đình nhà gái nào. Dạ xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Rồi dạ. Chào em.
Em chào chút xíu bên nhà trai ra rồi bắt đầu mình giới thiệu luôn nha. Mời rồi, nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ. Lời nói đầu tiên xem xin chào chị Hồng Vân ạ. À. Em xin chào anh Quyền Linh và xin chào anh bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Yến Nhi. Yến Nhi. Dạ, năm nay em 25 tuổi. Ừ. Em đến từ Long An. Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, em làm nghề gì? Dạ, công việc hiện tại của em đang làm makeup và người mẫu ảnh tự do. Ừ, bên em nghe chưa cưng ơi? Bên đó chắc xinh gái lắm nè. Tôi không biết mà tôi người chỉ biết là người, mà. Người mẫu ảnh thôi. À, giới thiệu về mình đi em trai. À, dạ xin chào tất cả mọi khán giả có mặt trong trường quay. Chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên đó. Em tên là Nguyễn Vũ Anh Tuấn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, công việc hiện tại của em là em đang quản lý nhà hàng. Nhà hàng Tây ta. À, dạ nhà hàng của anh em là nhà hàng Thái ạ. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh điểm yếu đi. Dạ. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em thân thiện, em vui vẻ và hòa đồng. Còn điểm yếu của em? Dạ, điểm yếu của em thì chắc em hơi nóng tính. Em cực kỳ ghen luôn á anh. Trời ơi. Bạn trai em mà đi đâu mà không như là em không liên lạc được là em sẽ như là phát điên vậy đó. Là coi như bị điên loạn đó, phải không? Dạ. Em có đập điện thoại chưa? Dạ chưa, em không có cái tính đập đồ đó chị. Vậy cũng chưa mức điên loạn đâu, vậy cũng nhẹ nhàng đó. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, dạ điểm mạnh của em thì em cũng là một người vui vẻ hòa đồng, em có khả năng giao tiếp. Em thích chơi guitar, em thích hát, em thích nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì là em hơi nóng tính. Em ơi, cái nóng nhất của em là cỡ nào em ơi? Trước đây thì em rất là nóng luôn, nhưng mà thời gian thì hoàn thiện bản em cũng đã hoàn thiện bản thân mình một phần nào rồi. Còn bao nhiêu phần còn lại thì em mong muốn sẽ có một người ở bên cạnh hoàn thiện cái phần đó của em. Em hay ghen lắm anh nóng tính, anh có quýnh em không vợ? Không, chắc chắn là không rồi. Nóng, mỗi lần nóng thì đi nấu đồ ăn à, yên tâm đi. Thôi bây giờ là có cái đàn hát cho cái giới thiệu bên đàn gái coi cái nào. À dạ rồi, em xin phép ạ. Bắt đầu. Chào cưng. Bây giờ chào chị. Bấm luôn khỏi tìm hiểu được không? Vậy. Ừ. Nghe hát nghe đờn là bên đây tự hát theo luôn đó. Em nghe mà tim em á nó
đặt hình hình luôn chị. Thấy chưa? Bởi tôi nói khỏi tìm hiểu đi, bấm luôn đi. Em nghe mà nó sao tiếng lắm luôn á. Đúng không? Thì thấy có cảm tình rồi ha. Có cảm tình luôn. Rồi sao? Rồi tình trường của em sao? À, dạ thì à, em vừa trải qua một mối tình thì em chia tay được 3 năm rồi. Và bạn đó cũng vừa mới lấy chồng. Vậy cái mối tình đó nó còn đậm lại gì trong em không? Thì nói chung là khi em đã bước lên tới đây rồi thì em đã sẵn sàng hết. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi. Trời ơi, phải hỏi cho kỹ, tại bé bên đây nó ghen dữ lắm. Phải không? Cho mình phải thay nó, mình hỏi hết những cái gì cần hỏi. Dạ, xin chào. Người mẫu ảnh đó cũng đài cát lắm ha. Đài cát kêu xa. Rồi tình trường sao nè? Tình trường của em thì là em trải qua ở dưới quê á, em quen được hai mối tình. Từ hồi là em chuyển nhà lên đây sống thì em không có quen nữa. Tại vì mẹ em nói là trai thành phố á, nó hay dụ dỗ lắm, con không được quen. Trời ơi, trời ơi. Nên mẹ nói là mẹ tin tưởng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mẹ em kêu là lên đăng ký chương trình đó đi, chắc chương trình sẽ tìm cho con một mối nào mà sẽ đàng hoàng. Cái này đúng nè, cái này đúng nè. Nhưng mà nói nghe nè cưng, tức là em đẹp về chắc chắn sẽ có nhiều những cái người đến tấn công, đến tán tỉnh rồi dụ dỗ nữa đúng không? Dạ cũng có. Em biết người đó dụ mình á thì em sẽ không. Sao em biết người đó sao dụ? Sao biết ta dụ được? Dạ biết nha chị. Em gặp rất là nhiều người tính em thân thiện, hay là em gặp ai cũng có thể nói chuyện hết á. Rồi xong người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi. Thế xong rồi sẽ điện, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê. Xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu. Cái anh nói là thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Đừng về? Dạ tối quá đừng về. Là em biết là dụ em rồi, là em là sẽ không đi. Thằng nó dụ dữ ẹt, thằng nó dụ dữ ẹt. Dụ lộ liễu quá. Lộ liễu ai dụ vậy? Dạ có chứ anh, em gặp khoảng đâu là 2-3 người gì đó. Trời. Nên là em suy nghĩ là mẹ em nói đúng, con trai thành phố nó kỳ lắm. Nó có đâu, tùy theo người. Con trai thành phố giờ ta hiện đại dễ thương lắm. Bây giờ em thử nói thử xem cái mẫu hình lý tưởng của em có giống chàng trai bên đây không nha. Dạ mẫu người lý tưởng của em thì là em muốn một người cao hơn em, là cao trên 1m7. Người chân thành, biết quan tâm chia sẻ thôi. Em trai, em hãy nói cho bà mối biết là em muốn có mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì em, đối với em ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi, em không cần yêu cầu quá nhiều. Đối với em tầm 1m6, 1m6 trở lên là vừa. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích một người nói quá nhiều. Nói quá nhiều? Dạ. Em nói nhiều hay càm ràm? Càm ràm. Có ai càm ràm không? Chết cha. Bây giờ tí dụ đi, chị nói tí dụ những điều em không thích mà bây giờ người ta có hết rồi sao? Nếu mà thương nhau thì mình từ từ mình tự thích, mình thay đổi cho nhau thôi. Mình phải thay đổi đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em đi với ai bữa nay? Dạ em đi với mẹ em, với dì của em. Chào nhà gái. Xin chào MC anh Quỳnh Linh và xin chào MC chị Hồng Vân. Dạ, chào quý vị khán giả. Chào nhà trai bên kia. Chào con trai. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Yến Nhi. Ngày hôm nay cũng muốn con nó đến chương trình hẹn hò. Chồng muốn có một người trai yêu thương con mình, lo lắng con mình. Nhà mình thì quan điểm rất rõ ràng, không thể là tính là nói về giàu nghèo hay là sự nghiệp, nhưng mà quan trọng là hai đứa biết yêu thương nhau, rồi biết chia sẻ cuộc sống, rồi biết đùm bọc nhau. Mẹ thấy con trai bên đây thì mẹ hài lòng, thì mẹ muốn hai đứa thì cho nhau cơ hội đi để tìm hiểu với nhau, rồi tiến xa hơn nữa thì mẹ an tâm hơn. Rồi cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào quý khán giả và anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Hôm nay em đến với các là bạn chị đồng nghiệp của Tuấn. Chị thấy bé bên này được đó Tuấn. Nhưng mà tính tình hai đứa bây giờ em thấy hợp không? Dạ em thấy thì nếu như mà bé nói á, thì tính tình của Tuấn á, thì hơi nóng một xíu thôi, chứ rất là hài hước và rất là dễ thương. Chị thấy là ngoại hình là hai đứa hợp rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Mở rào cho hai đứa gặp ha. Rồi, mở rào. Cao quá. Ta đi giày xẹp đó. Cái này là anh cũng không biết chuẩn bị gì. Cái này là đồ ăn anh tự làm. Dạ, cảm ơn. Còn à, em mở quà của bạn ra đi. Linh ơi, món Thái nè Linh. Đồng hồ cái cát đồng hồ cát này á, là em tặng cho anh, nó có một ý nghĩa đó là
Em muốn mà nếu như mà hai tụi mình đến với nhau thì anh hãy trân trọng những giây phút mình bên nhau. Cảm ơn em. Nếm lẩu Thái thử đi. Dạ em không biết ăn cay á anh. Vậy đưa đây. Anh Linh thì lại rất thích ăn đồ Thái. Anh thích đồ Thái lắm đi. Vâng nữa. Thì cái này chắc phải Vân tặng cho đồ Thái. Anh Quyền Linh và chị Hồng Vân quá. Có gì anh dẫn em đi ăn món khác được không? Được chứ. Để món đó hồi tôi lo. Hai đứa nói chuyện đi. Anh thấy em sao? Em dễ thương, ngoại hình nói chung là vừa mắt anh. Hiện tại là em đang làm make up. Dạ đúng rồi, em make up cô dâu. Em có theo make up động phim nữa. Dạ. Thì công việc của em nó thời gian như thế nào? Hay là mình có dạ. show thì mình mới đi? Dạ đúng rồi, tại em làm tự do. Đang có show thì em mới đi. Vậy ví dụ như quen nhau á thì anh có thể dành thời gian cho em được không? Thời gian một tuần của anh sẽ được nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần. Thì anh có thể sắp xếp được. Dạ, công việc của em á thì cũng thoải mái về thời gian lắm. Ví dụ như mà anh rảnh ngày nào á thì anh nói với em thì hôm đó em sẽ không đi á. Em sẽ không đi làm, em sẽ dành thời gian đó cho anh. Ok. Trời ơi. Ngọt ngào dữ. Anh tới đây anh cũng tính tặng em thêm một bài hát. Dạ. Bởi vậy giờ hát xong là bấm luôn đi, thiệt tình mà nói á, nghe nó đờn hát nó hay gì đâu á. Anh lặng im còn em thì ngồi nhẫn nhơi. Chờ đôi mắt ngoan em ngại nhỏ sang anh thật thật bơ phờ đôi mắt mơ anh đã có đôi tay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu ma hồng mắt cong mơ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có anh nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh luôn. Trời ơi Linh ơi, đây sẽ là một cặp đôi đạt kỷ lục là bấm nút nhanh nhất. Bây giờ nè, có mẹ nói trai thành phố là dụ dỗ người ta đó, mình chứng minh nói gì với bác đi. Con thì cũng quê con, quê nội, nhà nội con ở Long An, chắc rước dâu cũng dễ. Con thì con không có hứa trước điều gì hết á, tại vì con thích hành động hơn. Thì con chỉ nói là nếu như con có thể ở bên nhau thì con sẽ cố gắng. Các bạn này nói một câu gì đi, em có muốn nói điều gì với anh này hoặc là với gia đình của ảnh không? Tưởng tượng như ba mẹ đang coi truyền hình đó. Dạ, con muốn nói với hai bác là con sẽ là một người dâu ngoan. Con dâu luôn rồi đó, Linh thấy chưa? Dâu luôn rồi. Dạ, con cũng giỏi việc nhà lắm, con sẽ chăm sóc được cho anh. Làm như hai đứa nó yêu trong mơ sẵn. Gặp nhau trong mơ. Gặp nhau là nó vô luôn rồi. Thôi, hôn nụ hôn đầu tiên đi cưng. Đừng có trúng. Mình sói ca mà. Nào nhẹ nhàng. Ơn đi.